Chiều nay mùng 10 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Trong 9 tháng của năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó đã kiểm tra 574 tổ chức đảng, trên 2.200 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 tổ chức đảng, 48 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận, 13 tổ chức đảng và 46 đảng viên vi phạm. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức đảng, 218 đảng viên, trong đó khai trừ đảng với 28 đảng viên vi phạm. Về nhiệm vụ thời gian tới, trong tháng 10, Ủy ban kiểm tra các cấp tập trung hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát năm nay, xây dựng chương trình kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2025, chuẩn bị một bước cho nhân sự Ủy ban kiểm tra khóa tới theo hướng nâng cao chất lượng công tác cán bộ.